Hoàng Giang Tóc TV mến chào bà con và các bạn rất vui khi gặp lại bà con và các bạn. Vâng hôm nay Hoàng Giang Tóc TV sẽ hướng dẫn cho bà con và các bạn duỗi trực tiếp một nước ha. Đây là cái tóc của người mẫu. Nửa phần trên là tóc khỏe, còn nửa phần dưới là tóc trung bình ha. Rồi bây giờ chúng ta pha thuốc nha. À, cái cách pha thuốc này thì Giang dùng cái hãng của Caran thuốc 3 trong 1 ha. Thì Giang lấy là 90% là thuốc. À, Giang lấy 10 phần trăm là hấp dầu ha Đây là hấp dầu siêu dưỡng chất nha hấp dầu này thì Giang đã tự pha chế ra rất là nhiều dưỡng chất chúng ta pha trực tiếp vô uống rửa nhộm được ha hấp dầu siêu dưỡng chất của Giang pha là nó tích hợp nhiều thành phần vào một hộp nha mình xài rất là tiện một là chúng ta hấp nóng và hấp lạnh phục hồi tóc yếu ha. hai là pha vô uống rửa nhộm ha. ba là thay cho hấp dầu khi hoàn thành nước số 1 và số 2 uống giữa nhỏ me bốn loại bỏ kìm và cân bằng pH gian pha và làm trực tiếp cho bà con mình xem để bà con mình khỏi nghi ngờ là gian xài những cái sản phẩm khác mà đi quảng cáo bán hấp dầu ha. Đây là gian làm trực tiếp trên cái tóc này gian đã pha rồi nha. 90% thuốc 10% hấp dầu nha. Mỗi người thợ thì có cách làm khác à, riêng gian thì gian làm cũng khác mọi người thì trước tiên thì gian vô ở phía ngoài tóc trước vì phía ngoài tóc nó không có nhiệt từ chỗ đó là gian vô ở phía ngoài trước ha rồi cái đó thì gian mới bắt từng lớp ra gian vô từ dưới lên thì nước đầu tiên thì chúng ta vô từ dưới lên cho đến hết tóc nhưng phần tóc ở phần đuôi đó Phần ngọn tóc đó Thì chúng ta phan hả vô nha à, Khi nào chúng ta vô Ở trên được 10 phút rồi Thì chúng ta lại tiến hành à, Chúng ta mới vô cái phần ngọn ha Mà khi vô cái phần ngọn Thì chúng ta cần phải pha thêm hấp dầu và nước Thì chúng ta mới vô cái phần tóc trung bình đó được à, Vì gian sử dụng cái thuốc này Cũng tương đối là cái thuốc mạnh ha thuốc này là để dành dưỡi cho cái tóc khỏe nha à, cái loại này là dưỡi một nước ba trong một ha thì các bạn dưỡi một nước ba trong một của hãng khác thì các bạn cứ pha cái hấp dầu mình vô là các bạn dưỡi là rất, rất, là ok ha rất là bóng rất là mềm rất là mượt à, những gì mà giang chia sẻ với bà con và các bạn đều là thật tình chân thật à, giang không giấu giếm nghề à, gian muốn cho bà con mình làm được đẹp hơn và để được đắt khách hơn để bà con có cái cuộc sống tốt hơn bà con cứ yên tâm gian sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho bà con làm khi bà con đã mua cái hấp dầu cho gian gian sẽ hỗ trợ cho bà con về cái phần kỹ thuật để chúng ta uống giữa nhộm nó sẽ đẹp hơn gian không bao giờ sợ bà con mình lấy nghề của gian đâu À, nếu mà bà con lấy được nghề của Giang á thì càng tốt để bà con có cuộc sống tốt hơn thì mục đích của Giang á làm là một phần đó là để làm từ thiện chia sẻ cái kênh YouTube Hoàng Giang Tóc TV này mục đích là để làm từ thiện à, để chia sẻ cái kinh nghiệm đến bà con để bà con làm để có cuộc sống tốt ha thì bà con có sự cuộc sống tốt thì nói chung là cái xã hội này nó bớt đi cái gánh nặng ha mà bên cạnh đó thì giang cũng có một phần mà à, công đức ở đó ở trong đó ha rồi bà con cứ làm y như giang làm đây thì bà con sẽ làm được kết quả tốt ha rồi à, cái phần ngọn nè à, giang cho thêm à, 10% hấp dầu nữa rồi giang cho à, 10% nước vô nữa rồi chúng ta khuấy đều trước khi mà vô cái phần ngọn này thì bà con phải xịt nước vô cái ngọn này ha bởi vì cái phần ngọn này thì cái tóc này đã có nhộm rồi cái người mẫu này mới nhộm đen lại thì nó bị lon lỗ tùm lum hết nhưng mà duỗi xong rồi ba ngày sau thì người mẫu này gọi đầu và nhộm lại ha rồi giờ chúng ta vô cái phần phân nửa tóc nha phân nửa tóc dưới thì chúng ta vô xong rồi chúng ta lại tiếp tục mà À, vô tiếp lên cái phần à, Tóc khỏe ở trên luôn nha à, Vì nãy giờ thì Chúng ta vô được à, Ở trên nó được 10 phút rồi Thì chúng ta tiếp tục à, vô thêm nữa Để cho nó Tăng thêm cái độ giãn nở Và tăng thêm cái à, Dưỡng chất cho cái tóc ha Những cái tóc như thế này thì bà con nên à, Vô à, cái phần chân trước Và phần ngọn sau nha Tránh tình trạng bà con vô một lần Một từ trên xuống dưới À, ngọn tóc là cái ngọn tóc đó, là nó sẽ mềm trước nha bị nó là tóc yếu nó mở biểu bì hết rồi cắt liên kết và mở biểu bì rồi thì chúng ta vô thì tất nhiên là nó sẽ bị mềm và có thể là bị nhũng luôn nha bà con không lưu ý phần này là rất là nguy hiểm nha và chúng ta vô đó là vô cái cái tóc ướt Chứ chúng ta đừng có vô mà để tóc khô mà chúng ta vô cái phần ngọn là thất bại lắm rồi sau khi vô rồi đó thì chúng ta kẹp lên à, hấp dầu từ 5 đến 10 phút ha rồi sau khi hấp dầu đó bà con lưu ý nè nếu mà tóc ngọn cái tóc ngọn yếu quá là chúng ta không đi hấp dầu nha nếu mà ta hấp dầu nữa đụng cái độ nóng đó là cái tóc nó sẽ nhũng rất yếu ha từ chỗ đó thì chúng ta chỉ hấp dầu cho cái tóc trung bình và tóc khỏe thôi tóc yếu là chúng ta không nên là đưa vô máy hấp dầu ha rồi giờ gian thử tóc nha thì cái tóc nó cũng giãn nở được tầm phán 80 phần trăm rồi thì giờ đây thì chúng ta tiếp tục lại vô thêm một lần nữa thì bà con lấy một phân mà bà con kéo ra từ năm à, sáu phân trở lên đó, thì cái tóc nó mới giãn nở trăm trăm ha bà con mà lấy một phân kéo ra ba phân bốn phân đứt là nó mới tám bảy tám mươi thôi từ chỗ đó thì chúng ta lại vô thêm một lần nữa nhưng lần hai này đó là chúng ta vô từ ở trên đỉnh đầu chúng ta vô ngược trở lại nha à vì mới nãy là chúng ta vô từ ở dưới chân cái ót đó à, chúng ta vô lên rồi bây giờ chúng ta vô ngược trở lại thì cái tóc nó mới căng bằng được à, từ chỗ đó chúng ta duỗi đó là cái tóc nó sẽ mềm đều à, chúng ta kéo lên càng lên trên là nó càng nhẹ còn chúng ta vô có một lần thuốc một vô từ dưới lên đó là đến khi kéo đó các bạn kéo càng lên trên đó kéo càng nặng và cái tóc nó không bóng mà bà con lưu ý nè chúng ta duỗi tóc đó là cái lớp ngoài nó bóng nhiều hơn đó, thì cái tóc nó mới đẹp được còn nhiều khi đó, các bạn duỗi cái lớp trong đó à, các bạn kéo rất là bóng nhưng mà tới cái lớp ngoài rồi đó thì các bạn kéo nó không bóng và không bóng thì dẫn đến là chỗ cái tóc nó không đẹp được à, chúng ta làm tóc đó là nó nhìn ở cái tương khoảng ở phía ngoài Chứ không ai mà giặt cái tóc ở trong mà chúng ta lại coi Chúng ta là thợ tóc thì chúng ta cắt uống giữa nhộm Thì cái tóc phải có cái hồn thì nó mới đẹp được ha Khi bà con và các bạn vô thuốc dưỡi lần 2 xong rồi Thì chúng ta bắt từng lớp 1 à, chúng ta xịt nước vô ha à, Chúng ta xịt nước vô và chúng ta để cho nó ổn định tầm khoảng ở chừng à, 10 phút ha à, Cái tóc, à, cái lý do mà tại sao chúng ta lại xịt nước khi à, cái tóc nó đủ độ giãn nở rồi thì à, chúng ta xịt cho nó giảm cái nồng độ xuống và thứ hai nữa là chúng ta bù nước cho cái tóc à, chúng ta phải xịt nước bù nước cho cái tóc và nó căng bằng lại cái tóc chúng ta không có vội vã gì mà chúng ta phải đi xả ha à, chúng ta để à, thuốc như vậy chúng ta không xịt nước vô mà chúng ta đi xả đó có thể là cái tóc các bạn đó nếu như tóc yếu nó sẽ bị xù lên hết nha À, tránh tình trạng là vội vã mà đi xả ha. Sau khi xịt nước xong rồi chúng ta để thêm 10 phút nữa thì chúng ta đi xả hết cái nước số 1 bỏ và chúng ta tiếp tục ủ hấp dầu thêm 10 phút ha. Rồi chúng ta sấy khô và chúng ta kéo định hình lại là cái tóc này đã à, hoàn thành ha. Chúng ta kéo thật kỹ từng lớp một nha. À, tránh tình trạng mà bà con à, kéo à, đi kéo lại nhiều lần một cái tép tóc và tập trung tóc lại nhiều quá và để kéo là nó sẽ thất bại nha. Khi chúng ta kéo lên lớp thứ ba mà chúng ta vẫn tập trung lại lớp à, thứ nhất nữa thì cái lớp thứ nhất nó sẽ bị khô bị cháy nha. À, chúng ta tránh tình trạng đó nha. Rồi bà con xem cái tóc của Giang dũi nè, nó rất là bóng và ống ả ha, cực kỳ luôn. Bảo đảm là cái tóc này xài rất là bền ha bà con và các bạn mua hấp dầu ủng hộ Hoàng Giang Tóc TV hãy liên lạc qua điện thoại và Zalo 0833 222 181. Bà con xem video thấy hay và ý nghĩa hãy cho Giang xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để theo dõi những video hướng dẫn về tóc tiếp theo ha. Xin chúc bà con làm được thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.